Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Dâm R6 độ thuyết phục giúp body thay đổi màu sắc đầy cách chơi. Cái chiếc dâm R6 được biết đến là cái chú ngựa hoang rất là khó thuần, bởi vì kiểu dáng thiết kế là khó ưa, cùng với hành trình di động là ngắn dẫn đến cái sự thiếu linh hoạt di chuyển ở trong phố, cũng như rất là khó thuần khi chạy ở đường dài. Tuy nhiên, bởi những cái nghịch lý này đã tạo ra cái sự ham muốn sủ của không ít biker trong cộng đồng phân khối lớn ngày nay. Đặc biệt không ít, chúng ta sẽ thấy được những góc ảnh hoàn toàn mới, đầy thuyết phục của người xem với một cái diện mạo vượt R6 độ có cái tông màu tím candy, độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998, cái mẫu Sportbike dâm hàng R6 đã trở thành một trong những anh đại phân khúc là 600 phân khối, với phần hiệu năng vận hành hấp dẫn, rất nhiều tay lái ở trên thế giới rất ưa thích. Tính tới ngày nay đã trải qua gần 20 năm, thì cái mẫu R6 hoàn toàn mới có tổng cộng là 4 hệ, cùng với 7 đợt nâng cấp lớn khác nhau. Với R6 hệ mới, dâm hàng có tổng hợp thiết kế của hai người đàn anh lớn là của mẫu MotoGP M1 và cái chiếc Superbike N1 để tạo một kiểu dáng cho chiếc xế. Điều này hiện rất rõ nhất ở cái phần đầu. Nếu như bỏ đi cái bộ đèn pha và cái đèn LED ban ngày theo cách N1, phía trước của R6 có cây hút gió chính giữa gần như y hệt của M1. Cái công suất động cơ mới này đạt ở mức 118 lực, yếu hơn cái thế hệ R6 cũ đến 40 lực, do hệ thống ống xả bí hơi hơn một chút, với những cái lớp bọc giảm âm, giảm cái ô nhiễm nhằm đạt được cái tiêu chuẩn khai mới nhất. Vì những cái yếu tố nền tảng độ được nâng cấp một cái dàn ống xả độ nhằm phát huy hết cái sức mạnh vốn có của nó. Thay đổi lớn nhất tạo nên cái sự lôi cuốn đặc biệt chính là cái phần nguyên thủy được thay đổi bằng một cái màu tím candy đầy lôi cuốn, tạo một điểm nhấn với cái dàn chân vàng độc. Và ở thị trường Mỹ, cái chiếc Yamaha R6 năm 2009 được bán mức giá 12.200 USD, tương đương khoảng là 272 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, R6 rất khó bán ở thị trường Việt Nam, ngay cả khi các hàng tư nhân hiện nay, do không có lợi về mặt thuế, khiến giá xe có thể đắt hơn tương đương với người đàn anh lớn là cái chiếc mô tô N1. BMW S1000 ERD độ rực lửa với cái tông màu đỏ chói chang cùng với dàn đồ chơi chất lượng. Cái chiếc BMW S1000 ERD được tôn sùng là một ắt chủ bài đại dương với mệnh danh là cái mặt. Hiện có một thiết kế thể thao nhưng không kém phần hung tàn ở chính đầu đèn pha mắt lé đặc trưng của gia đình BMW series. Đến với những thay đổi thiết thực cho cái mẫu xe độ này, có đường nâng cấp rất là cảm xúc cho người xem với cái màu sắc đỏ là toàn thân được chủ xe lên ý tưởng. Dựa trên thiết kế phiên bản năm 2008 thì cái chiếc S1000 ERD vẫn sử dụng cái đèn pha bất đối xứng, hai que yếm bất đối xứng đặc trưng nhưng không làm mất đi cái độ lôi cuốn của máy, tăng thêm cái chút nổi bật với cái màu đỏ từ cái thân áo và cái dàn chân khiến xe trở nên thể thao rực rỡ hơn bao giờ hết. Bên cạnh màu sắc thì bản độ còn được nâng cấp rất nhiều trang bị phụ kiện cao cấp ngày nay. Cụ thể như cụm phanh Brembo Bidis, cụm con rời Brembo, ốc cung carbon Burger, kính chắn gió Macron Tracing. Di chuyển đến cái dây chân là bộ mâm Martini nổi đình nổi đám trong cộng đồng phân khối lớn hiện nay. Cái đẹp sang trọng cũng như cái độ nhẹ nhàng tuyệt đối. Hệ thống phanh trước nâng cấp Brembo Weekend, cặp đĩa Brembo Drive, nhiều S, cắt dầu Sabus. Hai bên phần động cơ được nâng cấp với trang bị một ốc nồi CB Racing quen thuộc. Cái bộ ốc cung carbon Burger tăng thêm cái chút sang trọng và đẳng cấp vốn có cho cái dòng xe này. Bản độc còn dụng trên mình cái bộ số 7 Latex kết hợp cùng đai đạp Rainbow Bridge. Hoàn thiện tác phẩm với những trang bị cuối cùng bao gồm ống xả Anubis Titanium, phanh sau Rainbow Weekend 2 bít tới xứng, đĩa Alpha Racing, phép tăng sinh Latex ngôn bần. Và giá của BMW S1000 ERD 2008 bán ở Việt Nam rơi vào khoảng 599 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, subscribe.